cái quốc gia Việt Nam. Nhưng mà cộng sản thì đã họ đã trong bài viết thì cũng có nói là thì có đặt câu hỏi là vì sao họ không chọn giải pháp đó, thưa luật sư, họ không chọn cái giải pháp là tổng tuyển cử để từ người dân có cái quyền tự quyết, mà cái tổng tuyển cử rất là minh bạch, có quốc tế giám sát, mà họ lại đi chọn cái con đường để dùng cái việc cái giải pháp vũ lực để mà chiếm miền Nam Việt Nam và xác lập lại miền Nam Việt Nam, không không theo cái lá phiếu của người dân. Thì thưa luật sư, cái đó là cái thắc mắc của Tuyền, luật sư có thể cho Tuyền biết được không ạ? Thì chị hỏi tôi câu hỏi đó, nó quá cái khả năng để mà tôi có thể tôi cắt nghĩa chị cái lý do, nhưng mà theo gì mà tôi giờ mà tôi có hiểu được đó là tại vì tôi chị hỏi tại sao thằng ăn cướp nó lại ưa đi ăn cướp. Tôi chị tại vì cái là cái bản tính của nó. Bây giờ tôi biết trả lời sao. Tôi chị có thấy thằng cộng sản Việt Nam nó tôn trọng một cái hiệp ước gì nó ký không, nó có tôn trọng một cái mà giao kèo gì mà nó ký không? Tôi không thấy. Thì chị biết không, cái có cái ngụ ngôn người ta kể cái chuyện đó là con gì đó, con xin lỗi, con ếch với lại con mà con kèm con gì mà nó rất là độc đó, con cọc với ông đó, tiếng Việt là gì, Bò anh cạp, Tuyết, con con bò bồ cạp. cạp, cái cần ăn ngủ con bồ cạp với con ếch, nó con bồ cạp nó năn nỉ con ếch chở nó qua sông, thì con ếch chở qua sông rồi nửa đường con bồ cạp nó dẫn chích con ếch cho ếch chết. Thì người ta hỏi tại sao kỳ vậy, tại vì cái đó là bản tính của nó. Thành ra đối với cộng sản là chỉ có cướp cướp và cướp. Bây giờ đó chị dòm chị thấy không, nó không biết làm cái gì để mở mang đất nước, chỉ có cướp 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 vậy thôi. Rồi bây giờ đó nó bán cướp và bán rồi tẩu tán tiền bạc. Còn chị dòm thấy không có một cái chương trình để mà mở đất nước, không có gì hết. Dòm thấy những cái nhà lầu này kia ở Việt Nam này là của ai, của ngoại ngoại quốc không à? Thôi thì Trần đến đây Quy, tôi Quy xin có ý kiến một chút ở chỗ câu hỏi này. Thật ra câu hỏi này nghe thì nó rất là ngây thơ, nhưng mà rất là nhiều người dân trong nước người ta lại hỏi đúng câu hỏi này. Em nghe cái câu hỏi này rất là nhiều. Thành ra là mà nó cũng rất là hay. Bởi vì khi người ta biết thắc mắc là tại sao mà cuộc cộng sản nó không có chịu tổng tuyển cử, nó không có chịu để cho dân tự do bầu cử để xây dựng một cái thể chế chính trị lành mạnh. Mà thể chế chính trị lành mạnh thì nó kéo theo đất nước giàu mạnh. Thì đất nước giàu mạnh thì tụi nó sẽ thu được nhiều thuế hơn, nó sẽ ngày càng giàu hơn. Tại sao cộng sản nó lại không chọn con đường đó mà nó lại cứ chọn là bầu cử giả hiệu để mà nó khiến cho đất nước lụng bại? Thì câu hỏi này nghe thì ngây thơ nhưng mà rất là hay, nó đúng bản chất của vấn đề. Cái câu trả lời của luật sư Thọ là cũng rất là hay, rất là lý thú, là bởi vì bản chất của tụi nó thì tụi nó phải ăn cướp thôi. Mà nói một cách cho nó gọi là tỏ tường hơn là suốt từ cái thời gian mà tụi cộng sản nó ra đời thì quý vị thấy là tụi cộng sản nó đâu hề biết cái chữ bầu cử là gì. Nó đâu thật ra nó không hề biết chữ chánh trị là gì. Cộng sản là không có chánh trị, mà không có chánh trị thì không hề có bầu cử. Thì không có bầu cử thì các anh chị đâu có xây dựng được hệ thống chánh trị. Mà cộng sản á, là nó là tà trị. Cái chữ chánh trị nó là lưỡng cực, nó phân cực đối với chữ tà trị. Cái chữ tà trị có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó áp đặt sự cai trị một cách tà ma, một cách quỷ quái, một cách quỷ quyệt, một cách gian gian xảo để nó cướp, đúng cái từ mà họ nói, để nó cướp của dân, rồi nó cướp của nước, tức là tài nguyên của quốc gia các anh chị, rồi xong nó cướp của dân cạn kiệt, nó bán hết tài nguyên rồi thì bắt đầu nó sẽ bán luôn cái nước, nó bán nước rồi nó buôn luôn dân, tức là bán luôn từng đầu dân. Bây giờ chuẩn bị nó tới bán nội tạng của con cháu các anh chị nữa. Thì đó là bản chất của các chế độ cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa trên trên thế giới này. Ngay ngay trong lòng Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, tại sao lại có cộng sản gọi là Nam Cộng, hay gọi là Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam, cái nón tai bèo xanh xanh mà tôi hay bị chụp đó, tại sao lại có lực lượng này? Thì các anh chị thấy cái lực lượng này thực ra nó là cái lực lượng là nó rất là sợ bầu cử, rất là sợ tổng tuyển cử. Nói cái chỗ này để cho các anh chị thấy là có nhiều người nói là giải pháp Việt Nam Cộng Hòa sẽ tiến tới một cuộc tổng tuyển cử. Tới tổng tuyển cử thì cái tụi Nam Cộng là nó sẽ nhào ra nó ứng cử. Trời ơi, mấy anh chị cầm đèn chạy trước ô Sợ. tô, các anh chị sợ tụi Nam Cộng, sợ nó ra ứng cử. Mà trong chánh trị mà sợ thôi về nhà ngủ mẹ nó đi, nó sợ rồi đi chống cộng làm gì, sợ mà đấu tranh dân chủ nó không có vui. Chánh trị là phải tranh cử mới vui, thậm chí chánh trị mà đánh bại tụi Việt Cộng trên cái cuộc tổng tuyển cử nó mới đã. Thế các anh chị đánh bại nó vậy nó mới nhục, cho người dân mới biết đó là nó không có đủ tư cách để đối đầu với người quốc gia trên một cái cuộc tổng tuyển cử. Thì lúc đó người dân người ta mới bị hoàn toàn thuyết phục bởi người quốc gia, bởi các đảng phái tự do. Thì người ta bắt đầu người ta mới tin tưởng vào làn sóng tự do đa nguyên, người ta mới từ đó về sau người ta mới cạch cái tụi tụi cộng sản luôn. Thế nghe cộng sản xã hội chủ nghĩa là người ta chạy nó luôn. Còn chưa chưa nghe sợ mẹ nó rồi, sợ thôi đừng có cho Việt Nam Cộng Hòa quay trở lại. Bởi vì Việt Nam Cộng Hòa quay trở lại có tổng tuyển cử, cái tụi Việt Cộng ra nó thắng là sao, nó thắng là sao vậy? Thì không lẽ phe quốc gia chúng ta yếu nhất vậy đó hả? Phe quốc gia chúng ta sợ tụi nó nổi vậy đó hả? Vậy đừng xưng quốc gia,
Tại vì phe quốc gia của tôi không có yếu vậy. Mà phe quốc gia của tôi biết rằng lý do vì sao có tụi Nam Cộng là bởi vì tụi nó rất là sợ tổng tuyển cử. Các anh chị nên nhớ là Việt Nam Cộng Hòa là một thể chế đa nguyên, chúng ta có mấy chục đảng phái mà. Trời ơi, người ta bầu cử rần rần, bầu cử năm 67, bầu cử năm 72, có thấy thằng Việt Cộng nào ra ứng cử đâu. Tại sao? Tại sao nó phải chung vô rừng? Tại sao nó chung phải chung vô Cần Đước, Long An, phải chung vô rừng Sác, nó tại sao nó chung vô Cần Giờ, tại sao nó phải chung lên Tây Ninh, rồi tại sao nó lại phải chung chung vô Đồng Tháp 10, rồi tại sao nó phải chung vô mà Lung Ngọc Hoàng quê tôi, tại sao nó chung Tuốt U Minh, tại sao nó phải chung vô rừng vô rú vậy, làm con người không làm mà đi làm con mổ như vậy? Là tại vì nó ra bầu cử nó không có trúng, nó bầu cử nó không có đậu. Người ta hỏi hey, tụi mày có ứng cử phải không, cái nó đứng run run nó dạ tụi em đã ứng cử, rồi tụi mày tính làm gì cho quốc gia, tụi em lên tụi em sẽ cướp 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 cướp, tụi em sẽ biến quốc gia thành quốc gia cướp. Không lẽ nó nói vậy, nó nói vậy ai bầu, không lẽ dân Việt Nam Cộng Hòa bầu cho nó. Rồi cái thằng nào nó khôn hơn chút thì nó ra ra gọi là dẫn động tranh cử đó, nó hey, tụi mày ra chuyến này tụi mày tính làm gì cho mà tụi tao vào, à, tụi em sẽ tăng thuế, tụi em tăng thuế. Mấy anh thấy mấy thằng kia nó giàu không, mấy hãng xe hơi nó giàu không đó, Citroen nó qua nó phối hợp với Lada Lab nó vào, để em đánh thế chết mẹ nó luôn, em chia tiền cho anh thế là anh giàu. Không lẽ gì người ta bầu cho nó, tôi thấy mấy dân chủ Mỹ nó đang làm cái gì đó. Nó đánh thế anh giàu để nó chia cho cái thằng ở không, không lẽ người ta bầu cho nó, cái đó cũng là ăn cướp mà. Rồi có đám khác nữa, tụi tao sẽ đào hết tài nguyên quốc gia, tụi tao bán xong tụi tao chia tiền cho tụi bay, thế là chúng ta giàu. Người dân đang ngồi tao suy nghĩ đào hết tài nguyên bán rồi hết rồi con cháu lấy cái gì ăn, con cháu không lẽ đi ăn quần tàu sống sao. Trời ơi tàu hủ thúi nó thúi lắm ăn đâu có được. Thì á, tụi Việt Cộng nó không thể ra bầu cử tại vì trong đầu nó không có cái gì để nó làm cho nước giàu, không có gì để làm cho dân giàu. Ngay cả tụi dân chủ xã hội chủ nghĩa mà ở Mỹ đi chăng nữa thì tụi nó cũng không biết làm gì cho dân giàu cả, tại vì cái gốc vấn đề là những người xã hội chủ nghĩa là nó chỉ ăn rồi phá mà thôi, chỉ có những người tư bản chủ nghĩa họ mới biết làm sao cho nước giàu và dân giàu. Thành ra cái gốc vấn đề là tụi cộng sản xã hội chủ nghĩa nó không có dám đi bầu cử, chính vì vậy nó mới cướp một cuộc bầu cử ở nước Mỹ của anh Hải đó. Nó phải chế ra Dominion, nó phải chế ra lá phiếu giả. Chứ bầu thẳng thì phải đăng rớt mẹ nó rồi, phải đăng sao được 30 triệu phiếu. Nước Mỹ Khổ sao mà bầu 80 triệu phiếu cho bảy đăng được, trời ơi livestream còn thấp hơn kênh của chị Tuyền mà. khổ ghê, mình ngồi đây mà cứ bị là thằng em nó chửi. Rồi chọc chọc Để xin hoài lỗi cái em này hả, nhột quá. Ý em nói là nhột cộng sản á, cho dù Mỹ cộng đi chăng nữa nó bầu cử nó cũng không thắng. Thành ra giống vậy tụi cộng sản rất sợ bầu cử, nó phải làm mọi cách để biến cuộc bầu cử trên đất nước của chúng ta thành một cái trò hề, một cái vở kịch. Thì á, sẵn nói thêm cái chỗ này hồi nãy không có thời gian để nói. Cái vở kịch này á, nó chỉ thành công bởi hai lý do mà thôi. Lý do thứ nhất á, là người dân không biết là kịch, hoặc là biết mà không có cách nào để chống nó, không có dám chống nó. Lý do đó là lý do quan trọng nhất. Thì chúng ta cần một cuộc bất tuân dân sự của người dân về các cuộc bầu cử của tụi cộng sản. Bất kể bầu cử cấp nào cũng không đi, bầu cử cấp nào cũng không bỏ, không bỏ là không bỏ phiếu, không đi là không đi, đưa phiếu vô cũng trả lại không là không, thì các cuộc bầu cử đó nó sẽ trở thành thất bại, bởi vì dân không bầu thì không có ai được bầu lên, thì không có bộ máy nào vận hành, nó sẽ rơi vào tình trạng vô chính phủ. Thì câu chuyện ở châu Phi ngày xưa, nó có một cái nước châu Phi thì các anh chị biết rồi, là cái trình độ học vấn của nó phải thấp hơn Việt Nam mình chứ, tức là nó một cách dễ hiểu là dân họ nó không nó ngu hơn dân mình đó. Nhưng mà các anh chị biết, cái những năm 60 thì cái tụi độc tài quân phiệt đó, nó cũng chơi cái trò bầu cử, nó bắt người dân phải đi bầu. Bầu kiểu gì thì cái mặt trận giải phóng mà đen thùi lùi của nó cũng trúng hết á, mặt trận giải phóng của Hồi giáo của nó trúng hoài. Thì người dân châu Phi họ ngồi họ cũng suy nghĩ, họ nói bầu kiểu gì cũng trúng, thôi tao ở nhà tao không bầu. Mà châu Phi các anh chị biết nó rộng thênh thang, xa xa mới có cái chòi vậy nè, cái nó đâu có thể nào nó xách thùng phiếu nó đi từng chòi mà khắp sa mạc gì nó vận động người ta bầu được. Thế là cái nước châu Phi đó nó bầu hoài không có đủ túc số, thì Liên Hiệp Quốc mới đổ quân vô, mới tổ chức một cuộc gìn giữ hòa bình để cho nó tiến tới bầu cử tự do. Thì các lực lượng ở bên hải ngoại của nước đó, người ta mới dồn về, người ta mới tổ chức các lực lượng chính trị, người ta mới vận động tranh cử, người ta biến đất nước nó trở thành một nước đa đảng. Mặc dù bây giờ nó cũng vẫn chưa có giàu lắm đâu, nhưng dù nhưng sao nó cũng nhưng đa nhưng đảng. mà anh Huy ở đây đó, ở Việt Nam mình đó, mình đã có một cái hiệp ước của quốc tế, nó nói nó sẽ làm cái đó cho mình, thì bây giờ mình yêu cầu nó Dạ. làm đi. Đúng, anh Thọ nói rất là đúng. Đó là cái vấn đề mà chúng ta đang có. Chúng ta lợi thế, tức là chúng ta đã có một cái sự cam kết của quốc tế, mà mấy cái nước này là mấy thằng gọi là mấy con cá mập của thế giới không à. Hồi nãy anh Thọ đã nhắc rồi, mấy con cá mập không à, còn là mấy nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nắm ông vua cái lòng người, Thọ cái giết nó ký vô, rồi thêm bốn thằng là cái gọi là cái ủy ban đình chiến đó, cái ủy ban giám sát đình chiến đó. Thì trong đó Gia Nã Đại là thằng trùm của ủy ban này, còn lại ba thằng kia là Ba Lan, Hun Gia Lợi với Nam Dương, tức là Indonesia. Thì các anh chị biết Ba Lan, Hun Gia Lợi hồi xưa là hai thằng cộng sản, nhưng bây giờ nó lột áo nó chuyển qua thành tư bản. Mà trong đó cái thằng Ba Lan ấy, không chỉ nó chuyển qua tư bản mà nó còn là một cái thằng tư bản nhất ở châu Âu hiện giờ theo tôi, tức là nó là một cái nước bảo thủ theo đường lối tư bản chủ nghĩa nhất ở châu Âu hiện giờ, hơn cả thằng Pháp luôn, hơn cả thằng Đức luôn. Là nó bảo thủ đến độ là nó gọi là tất cả các xu hướng xã hội chủ nghĩa là không có thâm nhập vào được nước của nó luôn.
thì anh đó là cái cơ hội vàng của mình. Những cái thằng này nè, năm thằng này hồi thường chụp đầu bảo an nè, thêm cái thằng mà từ cộng sản chuyển qua tư bản, nó quá hiểu, thằng Ba Lan nó quá hiểu rồi, là dẫn động nó. Rồi Nam Dương là thằng Indo, các anh chị biết rồi, quanh đó quơ cờ đảng thử thôi. Mấy mấy con bò đỏ Việt Nam mà mới làm mà chương cà bú liềm, tôi hay kêu thiệt thiệt thiệt, đảng cộng sản quan Vinh không, nó thiệt. Nó nói, mày đem cờ này qua qua Indonesia chơi một ngày, về mày quơ bển một ngày, mày livestream xong mày về mà cái mặt mày không có máu, tao công nhận đảng mày quan Vinh, không có thằng nào dám làm cho các anh chị, không có thằng nào dám làm đó. Cái đảng của tụi nó không có quan Vinh đâu, nó thúi quá cả. Indo nó coi như là cục xịt vậy đó. Thành ra đó cơ hội của mình, thành ra là chúng ta sẽ có một cuộc tổng tuyển cử mà tụi Việt Cộng rất là sợ điều đó. Chúng ta chỉ cần vận động mấy cái thằng đã ký này trả nợ, đó là món nợ lịch sử mà, tức gọi là trả nợ, hay trả nợ cho người dân Việt Nam Cộng Hòa một cuộc tổng tuyển cử. Thì khi người dân Việt Nam Cộng Hòa chúng ta bắt đầu có cuộc tổng tuyển cử trở lại, từ kể từ năm 1972 chúng ta vẫn chưa có cuộc tổng tuyển cử này, thì khi đó quý vị sẽ thấy là những thằng cộng sản nó sẽ tích cực cởi áo để chối bỏ cái quá khứ cộng sản của nó. Mà bây giờ tôi thấy nó làm rồi, làm rần rần rồi, bắt đầu phản đảng nè, bỏ đảng nè, rời bỏ quân đội nè, rời bỏ công an nè, nó chân chân đủ thứ. Thậm chí những cái thằng mà gọi là nó nằm ở trong trong hàng ngũ lãnh đạo luôn á, là nó cũng bắt đầu bỏ đảng, nó chạy đi mua quốc tịch các nước khác. Là bởi vì sao? Là bởi vì nó biết á, hồi lúc mà đảng cử dân bầu á, tức là bầu cử giả hiệu á, là nó còn có ghế, có má, nó còn có thể lãnh đạo, hoặc là nó hét ra nữa. Nhưng mà khi có bầu cử tự do thì nó trở thành cái gì? Nó trở thành một gọi là một kẻ lạc lòi ở trên chính quê hương của nó. Lúc đó là các anh chị sẽ thấy nè, con cháu của cộng sản, nhất là những thằng mà chức càng cao, cướp của dân càng nhiều, nó sống mà không bằng chết. Tại vì á, ăn cướp của người ta, thì lúc đó khi mà thể chế tự do là cộng sản đâu còn đặc quyền nữa, thì tối ngủ bắt đầu sợ người ta trả thù. Mà các anh chị tin đi, sẽ có trả thù, cho dù tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng mà nếu có thì tôi cũng thấy khoái khoái. Thiệt tình mà nói, con người mà ai biểu ác chi, sống ác thì bị trả thù thôi. Nếu có thì tôi cũng khoái khoái, ai nói tôi ác thì tôi cũng chịu thôi, tại vì tôi nói ác quá mà. Thì nói để cho các anh chị thấy, chúng ta có một cái cơ hội vàng để trị tụi Việt Cộng trên quê hương của mình, trong khi 40 mấy năm qua nó trị mình mệt quá rồi, nó trị mình khổ quá rồi các anh chị. Không, các anh chị không thấy khổ chứ tôi thấy khổ lắm à. Tôi sống một ngày với tụi nó tôi thấy khổ, từ khi tôi thức tỉnh tôi không có chịu được cái cuộc sống đó. Thành ra tôi thấy đã đến lúc mình phải chạy lại nó chứ, đúng không? Và nó nếu nó khôn, nó sẽ cởi áo để nó thoát khỏi sự phán xét của lịch sử. Và nếu nó khôn, nó phải xếp hàng ngay ngắn, nó ngồi đúng vị trí của nó, và không có được ăn hại và phá hoại, không có được thổi tiền nuôi những thằng dân chủ và chống cộng điếm. Nó tiếp tục phá hoại chính nghĩa quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, cản trở con đường Việt Nam Cộng Hòa quay trở lại. Bởi vì nó càng làm chuyện đó, nó có thể cản trở được nhưng nó không thay đổi được lịch sử. Việt Nam Cộng Hòa chắc chắn quay trở lại, người dân Việt Nam Cộng Hòa chắc chắn sẽ được tổng tuyển cử tự do, và đệ tam Cộng Hòa chắc chắn sẽ lại quay trở lại. Thì lúc đó những cái tội ác mà ngoan cố phá hoại của tụi nó, những cái đường dây, những cá nhân, những tổ chức đảng phái nằm vùng đó, gọi là nằm vùng đó, mấy cái mũ mà quý vị hay chụp cho tôi đó, lúc đó nó sẽ lòi hèn té bứa. Bởi vì hồ sơ tài liệu của tụi tình báo Việt Cộng lúc đó sẽ được phơi bày, các anh chị không có chạy đâu khỏi hết trơn. Bởi vậy sẵn tôi nói luôn, tôi rất là khoái ai chụp mũ tôi cộng sản. Có nhiều người nhắn tin cho tôi nói, anh Quy ơi, có người em Quy ơi, có người cháu Quy ơi, tụi nó đang tấn công Quy kìa, tụi nó đang tấn công anh kìa, nó chụp mũ anh kìa, nó chụp mũ Quy kìa. Tôi nói là nó chụp mũ cái gì, nó tấn công gì? Nó nói Quy là cộng sản. Tôi nói đã khoái. Nó nói Quy là mặt trận giải phóng miền Nam. Tôi nói khoái đã. Ai cũng nói trời ơi, sao nó chụp mũ mày cộng sản mà mày nói khoái. Bởi vì á, ông bà mình có câu có tật nó mới rục rịch. Còn các anh chị thấy là đấy, cái thằng mà nó gọi là cộng sản ấy, mà nó khoác tấm áo gì lên, nó khoác tấm áo dân chủ, nó chống cộng đảng phái này phong trào nọ nha, nó rất là nổi tiếng đi chăng nữa, mà các anh chị chụp mũ nó cộng sản rồi, nó đỏ bừng mặt lên, đổ tay nó đỏ bừng bừng lên, chửi anh, chửi cha mắng mẹ, thậm chí có thể nhào vô nó đánh các anh chị luôn. Là bởi vì sao? Là bởi vì các anh chị nó trúng tim của nó là nó nhột vô đó. Còn nếu các anh chị là vàng thiệt, ông bà mình nói vàng thiệt không có sợ lửa, các anh chị chụp mũ tôi cộng sản chừng nào tôi khoái chừng ấy. Bởi vì đi đến cùng con đường này các anh chị sẽ biết ai là cộng sản, đi đến cùng con đường này các chị có biết tại sao tôi cười vào mặt các anh chị, đi đến cùng con đường này khi cờ vàng bay khắp quê hương Việt Nam Cộng Hòa của tôi, hồ sơ Việt Cộng nó nuôi các anh chị phơi ra trên mặt bàn, ai sẽ là cộng sản, lúc đó nó mới vui, lúc đó nó mới đã. Mà sẵn tôi kể luôn cho các anh chị là một cái câu chuyện về nước Đức của chị Tiền. Cái nước Đức á, người dân rất là có gọi là họ rất là tự trọng á, nước Đức là rất thông minh, rất tự trọng á. Mà khi Đông Đức nó sụp đổ, cái hồ sơ mật vụ Đông Đức nó được phơi ra, hơn 70% những thằng dân chủ và chống cộng ở Tây Đức ăn cơm của tụi cộng sản Đông Đức, vậy nó mới vui. Vậy nó mới vui. Và một cái thế hệ gọi là dân cộng sản, nó không có tự trọng là gì, quơ cờ cho cố vô, hô hào cho cố vô, thành lập đảng, thành lập phong trào, tổ chức quốc gia quốc giết rồi toàn cầu liên châu cho cố vô, mai mốt mà lòi hèn té bữa ra ăn cơm của cộng sản, lúc đó đẹp mặt, lúc đó rất là đẹp mặt. Và tôi cười là tôi cười cái khúc đó, tôi cười tôi khoái khúc đó. Và nói tóm lại, chúng ta sẽ có một cuộc tổng tuyển cử nếu chúng ta đồng lòng, và đó là cái thông điệp mà tôi muốn bạn trẻ ở trong nước cứ âm thầm truyền cho nhau điều đó, và tin tưởng vào cái con đường, vào giải pháp của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn Huy rất là nhiều. Theo cái ý của Huy vừa nói, đây trong diễn đàn chúng ta cũng có một bạn trẻ, bạn tên là Nguyễn Ngọc Linh, bạn cũng nói rằng tôi sống ở Bắc, bị cộng sản cai trị 26 năm kể từ khi tôi ra đời, thì đó là những cái nỗi khổ mà Huy vừa vừa nói đó. Một ngày Huy cũng thấy khổ, và đáng nói này sống 26 năm thì bạn này còn khổ cỡ cỡ chừng nào, rất là thông cảm với bạn. Bạn sẽ cố gắng lên, 26 năm thì nó cũng hơi lâu, nhưng mà trong cái tình hình chính trị thế giới hiện nay thì hy vọng rằng bạn sẽ không chịu đựng lâu nữa đâu. Rồi cái tiếp là một cái câu hỏi của bạn chính danh, và sau đó chúng ta sẽ đi vào phần kết thúc chương trình. Bạn chính danh, bạn hỏi rằng cho hỏi chính phủ pháp định được thành lập như thế nào. Vậy anh thì chắc là anh này muốn đặt câu hỏi cho Huy, thì không biết là Huy có thể trả lời, hay là luật sư Đinh Tấn Thọ có thể trả lời cho câu hỏi này của bạn chính danh. Cái này để tôi trả lời anh Thọ. Để tôi trả lời, tại vì nó có những cái ý niệm về pháp lý. Thì bây giờ cái chính phủ pháp định đó là cái chính phủ nó liên tục công quyền Việt, thì bây giờ cái chính phủ pháp định đó là cái chính phủ nó liên tục công quyền Việt Nam Cộng Hòa, tức là cái chính phủ nó tiếp tục nó công quyền của Việt Nam Cộng Hòa.
thì nó phải là những cái người của cái nội các cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, tức là những người đã có cái căn bản pháp lý. Thì có nhiều người nói là ủa mấy chục năm nay rồi đâu có bầu cử gì đâu, thành ra mấy ông đấy ông đại diện ai? Không phải. Nó có một cái thuyết về công pháp quốc tế, nó nói là trong cái trường hợp bất khả kháng thì không có thể nào đòi hỏi những cái thủ tục mà nó đã được định, tức là bây giờ đòi hỏi bầu cử tự do theo cái hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa làm sao được, tại vì lãnh thổ đang còn bị địch quân chiếm. Thành ra bây giờ đó cái nội các còn lại của Việt Nam Cộng Hòa, người nào chết thì người tiếp theo thay thế và cứ tiếp tục làm như vậy. Thành ra đó những cái cơ quan mà công quyền của Việt Nam Cộng Hòa, hành pháp, tư pháp và lập pháp vẫn tiếp tục hoạt động. Tại vì đó, một quốc gia chết thì tất cả những cơ quan mà công quyền đó ngồi lại với nhau ký một cái giấy nói rằng bây giờ mình giải tán thì mình sáp nhập vô trong cái nước khác, thì cái lúc đó cái đất nước đó mới biến mất. Còn đó, theo cái điều 2.4 của Hiến chương Liên Hợp Pháp Liên Hợp Quốc không có cái quyền bị chiếm cái nước, một cái lãnh thổ của một quốc gia khác để mở mang bực vậy. Thành ra đó cái nước bị chiếm nó không kiểm soát được lãnh thổ, nhưng mà trên căn bản pháp lý nó vẫn còn. Đó là cái tình trạng của chính phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa. Dạ, cảm ơn sư Thọ. Chắc là bạn chính anh bạn đã nghe cái câu trả lời của...